là con trai duy nhất của nhà tài phiệt, lại muốn trải nghiệm một cuộc sống bình thường với những điều mới lạ giờ khóc giờ cười khi lần đầu được trải nghiệm. Phòng marketing 3 của công ty điện tử Ghost là một bộ phận nhạt nhẽo và bất tài nhất ở công ty. Trong đó có Giang Sích, một nhân viên đầy nhiệt huyết nhưng luôn gây rắc rối khi lỡ post lên YouTube video bê bối của chủ tịch trong quá khứ khiến cả team ăn hành. Để Giang Sích không gây thêm sâu sắc, cả đội chó nhốt anh vào kho để đối mặt với việc điều tra nội bộ, rồi lên kế hoạch chứng minh Giang Sích bị hack tài khoản. Narace, trợ lý với tính tình nóng như lửa, luôn khó chịu cọc cằn ra sức chửi rủa Giang Sích khiến giám sát sợ hãi hồn bay phách lạc. Giám sát ra kết luận cả phòng bắt nạt Giang Sích và cố tạo ra video nói xấu chủ tịch làm mọi người hoang mang. Cùng lúc đó, Giang Sích trong phòng bật tắt đèn ra tín hiệu S nhưng giám sát chỉ nghĩ đèn bị hư. Vì Giang Sích có một cuộc hẹn quan trọng với Grab nên cố tìm cách ra ngoài, anh cố gắng lấy điện thoại ra khỏi túi quần trong tư thế kỳ lạ. Giang Sích dùng hết sức phá cửa khiến anh ngất xỉu tại chỗ, khi tỉnh lại thì bay nhẹ vài chiếc răng cửa. Giang Sích cố gắng gửi tin nhắn voice cho Grab nhưng phát âm kỳ lạ của anh khiến He Yang hiểu lầm tức giận. Khi Giang Sích thoát được ra khỏi nhà kho thì nhìn thấy He Yang đang đi với một người đàn ông khác, trùng hợp gặp đám người phòng 3 cùng giám sát đang ở đó. Nhìn thấy bộ dạng của Giang Sích thảm hại như vậy, giám sát đưa ra kết luận khẳng định Giang Sích bị bắt nạt và đoạn video kia của chủ tịch là cố ý. Nare tức giận trách mắng Giang Sích, cô liên tiếp bỏ đi nhưng cửa lại không mở ra được. Giang Sích chạy lại giúp cô nhưng vô tình giáng cho Nare một cái trỏ khiến cô chảy cả máu mũi. Giang Sích sợ hãi bỏ chạy thì Nare dí theo. Buổi tối ở nhà Nare, ba người con gái cùng nhau ăn mừng việc Nare chuyển ra sống riêng sau 30 năm sống cùng bố mẹ. Đang vui vẻ thì bị tiếng thả bom của anh hàng xóm làm cho cả ba vì sợ. Sau đó ít phút, anh ta qua gõ cửa nói nhà Nare hãy im lặng vì các cô ăn nhậu vui chơi quá ồn ào. Ở một bối cảnh khác, Matan người lạnh lùng ít nói là con trai duy nhất của tập đoàn Pao muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Mong muốn sống bằng đồng tiền mình làm ra nên đã vào Rose cũng là công ty đối thủ nhà anh làm việc. Matan được phó giám đốc sắp xếp vào vị trí phòng 3 nhàn chán, xem như là một kỳ nghỉ dưỡng của Matan để trải nghiệm. Trưởng phòng 3 đang đàm phán với cấp trên thì nhìn ra thấy Matan đang nhảy dù đáp xuống đi làm ngày đầu tiên. Vừa bước đi 3 bước, xe từ đâu đi tới đâm trúng Matan, buổi làm đầu tiên cứ như vậy vui vẻ kết thúc. Sau mấy ngày nghỉ dưỡng, Matan tiếp tục chuẩn bị ngày đầu tiên đi làm. Anh cho thư ký điều tra mọi người ở phòng 3, bất ngờ khi nhìn thấy cái tên Kami. Quay lại nhà Nare, sáng sớm cô đã bị Giang Sích nhắn tin inh ỏi làm phiền. Vừa bước ra cửa Nare phát hiện người hàng xóm giờ hơi cạnh nhà chính là Giang Sích, quan ra ngõ hẹp, cả hai phát điên khi nhìn thấy nhau. Matan đi làm bằng phi cơ riêng, thư ký anh cũng bị ăn hành theo. Mặc dù thư ký Matan nói anh ta tốt nghiệp không quân nhưng khi mở cửa máy bay thì lại dễ dụa là toáng lên. Thư ký nói anh ta đếm từ 1 đến 3 là nhảy xuống nhé, 1, 2, 2 rưỡi, 2.99, mãi mà chưa thấy số 3 đâu. Matan không chịu nổi đẩy thư ký anh xuống rồi cùng bị dù xuống. Một pha đi làm hết sức cồng kềnh. Cam Nghi đến văn phòng, kể cho Nare và Hyomin ngày hôm qua lúc say cô nhớ là mình đã có một nụ hôn lãng mạn với chàng trai nào đó nhưng không biết là mơ hay thật. Cùng lúc đó, Matan đến phòng 3 ngồi nhầm cả vào ghế trưởng phòng. Anh chào hỏi mọi người với khí thế đầy uy nghiêm khiến mọi người bất giác đứng dậy vỗ tay. Giang Sích ngỡ là mình sẽ có thêm hậu bối để dạy dỗ nhưng lại run rẩy căng thẳng trước Matan, nhìn vào không biết còn tưởng Matan là sếp. Kami vừa lúc đi tới, cô sốc khi nhớ lại chính Matan là người cô đã hôn tối qua. Kami tìm cách né tránh, cô rủ tóc che hết mặt nói đây là che năm nay rồi cắm đầu cắm cổ trốn đi. Để Kami hồi tưởng lại chính xác, Hyomi dùng phương pháp đồng hồ quả lắc cho cô ngủ tiếp đi. Thấy đã đến khúc cao trào, Hyomi đến bật cho Kami hồi tỉnh. Sau đó Giang Sích dẫn Matan đến nhà ăn của công ty ăn trưa. Nhìn thấy Matan, Kami lấy dao che mặt nhưng lại bị đồng nghiệp lấy đi. Hết cách, cô ụp mặt xuống nuôi khay đồ ăn. Hyomi thấy thế liền nói có vẻ Kami rất đói nên sẽ đi lấy thêm đồ ăn rồi chuồn đi. Giang Sích giật mình khi thấy Matan dùng cả đũa thìa bằng vàng 18K để ăn. Matan dè dặt ăn nhưng anh vô cùng bất ngờ vì chưa bao giờ được ăn mấy món bình thường như vậy. Ăn xong Giang Sích hướng dẫn Matan sử dụng máy photo nhưng Matan lại sai ngược lại anh ta lúc nào không hay. Bản thân còn chu đáo hỏi thêm, có muốn photo hai mặt rồi ghi lại luôn không? Cà phê hòa tan bình thường đối với Matan cũng ngon đến lạ. Anh như được mở mang tầm mắt, trưởng phòng nhìn thấy còn tưởng đâu Matan đang đi nghỉ dưỡng. Sau giờ làm, văn hóa công ty ở Hàn Quốc là đi nhậu, nhìn thấy mọi người ăn uống Matan cảm thấy sợ hãi. Kami lúc này đeo cả mặt nạ để tránh né ánh nhìn của Matan, nhưng anh đã xuất hiện trước mặt cô. Kami vội vơ lấy menu che mặt, lại bị đồng nghiệp giật lấy gọi món. Không còn cách nào khác cô ngốc nghếch dùng ly bia để che chắn. Lúc này Matan hỏi cô còn định né tránh đến bao giờ. Anh đã nhớ cô Kami nhiều lắm đó. Kami hốt hoảng sợ mọi người nghe thấy liền lôi Matan ra ngoài. Mặt khác, Giang Sích đang pha chế rượu, không hiểu sao lại quăng cả giấy vào mặt Nare. Cô nhìn anh bằng cặp mắt nuốt chửng. Giang Sích sợ hãi bật nhạc ru ngủ để khống chế cơn giận của Nare nhưng lại không có tác dụng. Ở bên ngoài, Matan đưa cho Kami một bức thư và nói cần cô trả lời vào ngày mai. Kami trong lòng xuống sang nghĩ đó chính là thư tình của Matan. Bạn đang thắc mắc cuộc gặp định mệnh của họ như thế nào đúng không? Lót dép đi tôi kể cho mà nghe. Chuyện là tối hôm trước đó, Matan đang ngồi thưởng thức đồ ăn lề đường thì Kami say xỉn bước vào đòi chủ quán bán cho một đĩa mì gà. Thư ký của Matan đã mời Kami ra ngoài vì Matan đã bao cả quán nhưng với một người từng ngọc thủ tạ như cô đẩy nhẹ cũng khiến thư ký văng cả mét.
Nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi đó, Matan che bàn cố phòng thủ khi Kami lại gần anh. Matan dùng miệng thổi cô ra nhưng Kami lại tưởng tượng miệng anh là Mega, càng tiến lại gần hơn. Cùng lúc đó, Matan lấy đâu ra miếng Mega nhét vào mồm Kami, cô mới chịu bỏ đi. Đến đây Kami đã nhớ lại mọi thứ. Trong thư còn ghi thêm cô phải đền bù thiệt hại tổn thất ở quán ăn là 800.000 won, khiến Kami khóc thét. Chú tài xế thấy cô vừa đọc thư vừa khóc còn tưởng cô đang thất tình, khuyên cô cố gắng vượt qua. Cùng lúc đó ở nhà Sang-sik, Na-rae đột nhiên đập cửa inh ỏi cầu cứu Sang-sik. Nhìn thấy nhà cô bừa bộn, anh lại nghĩ có trộm nhưng hóa ra chỉ là cô sợ nhện. Sang-sik quay về nhà than thở với Arit, bạn cùng phòng của anh kể xấu Na-rae mà không để ý cô ngồi lú lú một đống trong nhà anh nghe thấy toàn bộ. Sang-sik run rẩy sợ hãi vội đuổi theo giải thích. Đúng lúc đó, Grat hay Yang nói đang trên đường tới nhà anh. Đột nhiên Na-rae nhìn thấy nhện, cô sợ hãi đu bám ôm vai Sang-sik. He Yang cũng vừa lúc đi đến thấy hai người, cô chúc anh vui vẻ sau đó rời đi. Còn Na-rae vẫn khóc lóc đu trên người Sang-sik. Hôm sau đến công ty, Sang-sik gặp Na-rae mong cô giải thích với He Yang chuyện hiểu lầm tối qua. Na-rae không chịu còn vạch áo cho anh xem vết thương hôm qua cô bị va phải do anh. Cùng lúc đó He Yang lại nhìn thấy hai người, khiến Sang-sik bất mãn hỏi Na-rae, có phải cô thích anh nên cố tình như thế? Mặt khác, Matan muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường bằng việc đi làm bằng xe bus, nhưng trải nghiệm này nó lạ lắm. Một bên là Kami đang chen chúc trên xe bus với vạn con người. Trong khi đó, xe bus của Matan chỉ có mình anh ngồi. Kami cầm túi lương thực để sống qua mùa lương nhưng không may bị lùng nên bị bồ câu ăn mất. Không còn cách nào khác, Kami quyết định dùng võ công để đuổi bồ câu đi. Matan đang đậu xe gần đấy nhìn thấy Nico đang chăm chỉ tranh thủ tập quyền anh trên đường đi làm. Còn Sang-sik lúc nãy nhìn thấy vết thương trên vai Na-rae, cảm thấy có lỗi nên mua cao dáng và thuốc đưa cho cô. Na-rae miệng thì bảo không cần nhưng lại đắp hết lên người. Trong khi đó, trưởng phòng xem qua hồ sơ của Matan cảm thấy đáng nghi ngờ anh thuộc dạng con ông cháu cha nào đó được sắp xếp vào công ty. Matan lúc đó đang mải mê thưởng thức đồ ăn ở canteen. Trưởng phòng lại hỏi thăm về bố mẹ và gia đình nhưng Matan từ chối trả lời càng khiến ông thêm nghi ngờ. Kami hẹn gặp Matan để trả anh tiền bồi thường, phần còn lại cô xin anh có thể trả góp. Nhìn thấy Kami đáng thương, Matan đồng ý cho cô khất nợ đến ngày mai khiến Kami ấm ức. Đồng nghiệp Moon Hataka dạy Matan cách tồn tại ở công ty chính là phải bỡ đít sếp. Matan hiểu thành hậu môn ở mông sếp liền nói, phải làm đến mức đấy luôn sao? Moon Hataka nhìn Matan khó hiểu nói đây chỉ là phép ẩn dụ mà thôi. Về mặt Sang-sik, anh vẫn cố theo thuyết phục Na-rae, nói rằng 5 năm qua đã tỏ tình thất bại 9 lần với He-yang, dù làm bằng nhiều cách khác nhau cuối cùng thằng khác cũng hưởng. Mong Na-rae giải thích hiểu lầm với He-yang để anh tỏ tình lần thứ 10 thành công. Trong lúc đó, đội trưởng cùng một số người khác theo dõi hành tung của Matan. Thấy anh trước máy cà phê tự động do dự cầm chiếc ví xô xi mãi mà không mua gì, liền nghĩ rằng Matan không còn tiền mua cà phê. Nhưng họ không biết cái ví đó là hàng thiết kế có 1.0.2 bên trong toàn tờ 50.000 won, do không có tiền lẻ nên không thể mua cà phê. Matan tức giận cố chấp bấm mua nhưng hành động này trong mắt mọi người lại lấy được sự thương cảm. Đột nhiên, Matan quay sang hét lên trời, bố mẹ yên tâm con vẫn đang sống tốt, ở nơi đó bố mẹ không cần lo cho con. Đội trưởng thấy vậy cảm động nghĩ rằng anh cũng không còn ba mẹ. Bọn họ vừa đi, Matan bên này hét lớn, bố mẹ đừng lấy flycam giám sát con nữa. Matan lấy đá chọi nhưng vẫn không được, liền nghĩ đến Kami. Với một chút võ nghệ cao cường, không quá 5 giây Kami đã túm lấy đập bể được flycam. Và đề nghị mỗi lần cô giúp anh phải xóa cho cô 50.000 won. Matan gật gù đồng ý, chân bôn như anh chẳng hiểu sao có 50.000 won mà cô vui vẻ đến thế. Lúc này, vì lời thỉnh cầu của Sang-sik nên Na-rae tìm đến He Yang ở phòng truyền thông để giải thích hiểu lầm nhưng lại biết được He Yang đã có bạn trai. Cô chỉ xem Sang-sik là anh trai mưa và chỉ đang lợi dụng tình cảm của Sang-sik mà thôi. Na-rae khuyên Sang-sik nên bỏ cuộc nhưng anh vẫn nghĩ là do cô ấy giận nên mới thế. Na-rae chán nản không biết anh ngu thật hay giả ngu nữa, chán chả buồn nói đến. Sau khi tan làm, đội trưởng nhìn thấy Matan bị một đám người lôi kéo lên xe, anh còn đưa tiền cho họ. Đội trưởng nghĩ Matan gặp phải bọn cho vay nặng lãi liền chạy đến giải vây bế Matan chạy đi. Mà không biết sự thật là mẹ anh muốn vệ sĩ đưa anh về nhà. Matan đưa tiền cho thư ký để đổi lấy tiền xu để anh có thể mua nước ở máy bán tự động. Sau khi cứu Matan, đội trưởng đưa anh đi ăn mì tương đen, thấy anh ăn ngon lành. Đội trưởng nghĩ anh đã phải rất vất vả. Matan định trả tiền nhưng đội trưởng dạy anh chỉ cần cảm ơn khi được tiền bối đãi. Đội trưởng còn kêu anh vứt cái ví do gì đó đi và hứa cho anh cái ví da cừu mà con trai ông không dùng, còn cho Matan cả giấy vệ sinh đem về nhà. Matan về căn trọ nhỏ đã thuê của mình. Căn trọ nhỏ chỉ là một cái penthouse mà thôi. Khi nhìn đống đồ cần dọn dẹp trong nhà, anh lại nghĩ đến Kami. Sau khi dọn dẹp xong, Matan nghe thấy tiếng sấm nhưng hóa ra là bụng của Kami ca hát. Matan liền đặt gà rán về. Nhìn thấy Kami dùng tay bóc gà ăn lia lịa, Matan ghê sợ không muốn ăn nhưng bị cô nhét cái đùi to vào mồm. Matan chưa từng được ăn gà rán cảm thấy đã phát hiện ra một món tuyệt vời. Chưa kịp thưởng thức thì anh nhìn thấy Kami cho cả cái đùi vào miệng, một giây sau rút ra chỉ còn đốt xương, khiến Matan kinh hãi. Nhìn thấy miệng dính đầy sốt của Kami, Matan vốn ưa sạch sẽ không chịu được lấy đầu lau cho cô. Mẹ Matan vừa lúc đến nhìn thấy hai người đang tỏ ra thân mật với nhau.
Bà ấy hất nước vào Kami nhưng bị cô lại né được. Bà tức điên tiếp tục hất nước vào mặt cô nhưng Matan đã đỡ thay khiến Kami cảm động. Nhưng thật ra Matan sợ chiếc thảm bị ướt sẽ có mùi hôi làm Kami vỡ mộng. Mặt khác, Sang-sik lúc này cũng không bỏ cuộc lên kế hoạch tỏ tình lần thứ 10 nhưng kết quả vẫn thảm hại. Hae-young vẫn tay trong tay với người khác còn lấy cả nhẫn đôi anh đã chuẩn bị. Nare lúc đấy đang đi dạo nhìn thấy sự ngu ngốc của Sang-sik vô cùng bức xúc cho rằng anh là kẻ chẳng bao giờ được vũ trụ giúp đỡ. Sang-sik buồn bã trở về nhà người bệt xuống gần đống rác nhìn thấy một con gấu bông cũng bị bỏ rơi giống anh mà cảm thấy đồng cảnh ngộ. Đúng lúc đó, Nare xuất hiện che ô cho Sang-sik. Ở bên này, mẹ Matan nghĩ Kami cố tình tiếp cận anh, đòi cho cô ăn thứ gì đó cay cú. Bà ra lệnh cho thư ký mua kimchi về, Matan ra sức ngăn cản. Kami cảm động trước hành động của Matan nhưng anh lại nói thảm dính kim chi sẽ khó giặt, nói rồi Matan cõng cụ chùi thảm. Sau một hồi vất vả giải thích, mẹ Matan hiểu ra tất cả. Thời đã khuya mà cô còn đến giúp Matan, bà lấy ra một phong bì dày cộm đưa cho Kami. Miệng Kami ra sức từ chối nhưng tay thì với lấy phong bì. Bỗng nhiên Matan giật lại nói coi như đây là số nợ, còn lại sẽ tính sau. Mẹ anh thấy Matan cư xử lạnh lùng, liền nhỡ mồm giận anh người thừa kế của Power không nên hành xử như thế. Kami nghe thấy bỗng tròn mắt suy nghĩ. Bà ra sức giải thích bảo nhầm, lấy ra khăn tay có in logo của Power lau mồ hôi, thấy mình lại bị hố. Mẹ Matan tức vội xuống đất nói mình đã nhặt trên đường. Matan đưa khăn cho mẹ nói hãy dùng của mình, nhưng anh lại lấy ra một chiếc khăn Power khác. Sợ Kami nhìn thấy liền ném vội xuống đất nói sự di chuyển thật đáng sợ. Matan bảo tài xế đưa Kami về, anh hỏi mẹ liệu Kami sẽ không nghi ngờ thân phận của anh chứ. Mẹ nói anh sống trong căn penthouse còn con như vậy cô ấy sẽ không biết anh là người thừa kế của Power đâu. Vừa dứt câu, Kami từ xe chui đầu ra hét lớn hỏi Matan, anh là con trai của chủ tịch Power thật sao? Tài xế liền chui ra khỏi xe xin lỗi vì tưởng nhầm là chị gái Matan. Anh ta còn nói thêm, mình chưa tiết lộ cho cô ấy biết cậu là con trai của chủ tịch đâu. Mà câu đó nguyên xóm làng ai cũng nghe thấy. Hôm sau đến công ty, Matan gọi Kami ra để nói chuyện riêng định cảnh cáo cô nhưng lại nhìn thấy cảnh Kami dùng tay đập mũi đến nứt cả mặt bàn liền trở nên sợ hãi. Giọng điệu nhẹ nhàng xin cô giữ bí mật giúp anh. Không yên tâm về Kami, Matan kêu thư ký theo dõi cô nhưng bị cô phát hiện. Kami nói đồ hiệu trên người anh sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, nên cô sẽ giúp anh, đổi lại anh phải trừ nợ cho cô. Kami dạy Matan khi ăn hết sữa chua phải liếm sạch cả nắp, tỏ ra mình là người nghèo khổ. Điều Kami dạy thật sự có hiệu quả. Khi đội trưởng nhìn thấy anh tiết kiệm như vậy liền thương cảm cho anh thêm một hộp sữa chua khác. Mặt khác, Sang-sik cố gắng tránh né Hae-young nhưng lại bị cô bắt gặp. Cô nói với Sang-sik dù có bạn trai vẫn muốn anh bên cạnh mình vì cô là người đa ái, có thể yêu người người cùng lúc khiến Sang-sik không thể chấp nhận được. Trong buổi họp với tin lên kế hoạch mới, Kami liên tục giật mình khi nghe đến từ Power. Win-mi bên cạnh nhìn thấy hỏi bố cô có liên quan gì đến Power hay sao. Kami liền nói Matan không có liên quan gì đến Power đâu. Matan bên cạnh nhìn thấy cũng trở nên ngán ngẩm lắc đầu. Cảm thấy không yên tâm với Kami, Matan sau giờ làm còn theo cô đến cả buổi ăn tối với bạn bè. Thấy Matan cứ theo sau lưng, Kami nói anh yên tâm đi về nhưng Matan phản đối vì mỗi lần say cô đều sẽ đòi ăn mì gà. Ban nãy ở quán cô đã ăn hết hai đĩa mì gà rồi nên anh cảm thấy không an tâm. Kami hết cách khuyên Matan đi về, cô cũng sẽ đi về và ở yên trong nhà ngay lập tức. Matan vừa lên xe định đi về thì nhìn thấy Kami đã say khướt, tiết lộ thân phận anh với tất cả mọi người trên đường. Gặp ai cô cũng kéo lại nói luyên thuyên. Matan nhìn thấy quay sang hỏi thư ký có đem theo kim tẩm độc không. Vừa dứt câu đã thấy Kami đu trên cửa xe làm Matan và thư ký giật mình hoảng loạn. Cùng lúc đó tại nhà Sang-sik, anh cùng với Arif và Nare ăn tối. Vừa hay Hae-young cũng có mặt nhưng bạn cùng phòng Arif không thích Hae-young nên tỏ ra khó chịu. Cả hai tranh cãi kịch liệt khiến Sang-sik và Nare mệt mỏi. Sau đó, Sang-sik gặp riêng Hae-young, từ chối đề nghị của cô vì anh không muốn chia sẻ tình yêu với bất cứ ai. Hae-young cười nói mình không có ý đó, chỉ muốn anh làm bạn tốt vì anh không phải gu của cô khiến Sang-sik sợ người. Cùng lúc đó, bốn người bạn trai của Hae-young xuất hiện. Sang-sik còn nhìn thấy nhẫn đôi anh tặng Hae-young trên tay của tên bạn trai kia. Arif từ đâu ra xuất hiện giải vây cho Sang-sik, nói Sang-sik đã có người yêu và chỉ tay về phía Nare đang lấp ló. Bất đắc dĩ, Nare ra mặt giúp Sang-sik, cô tỏ ra nũng nịu đáng yêu với anh. Khi Hae-young kêu giải thích tên được khắc trên nhẫn là HI, Arif nói đó là tên thân mật của Nare, nhưng khi hỏi tên thân mật là gì thì đáp án của cả ba người đều không giống nhau khiến Hae-young gượng cười. Hôm sau đến công ty, Matan bất ngờ đi cùng thang máy với chủ tịch, anh lên tiếng chào hỏi. Khi chủ tịch hỏi anh có điều gì cần nhờ vào ông không thì Matan xin được chụp hình tự sướng cùng. Đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng đó hốt hoảng đến rơi vỡ cả điện thoại. Cùng lúc đó, Yeongmi đem sản phẩm mới của công ty đối thủ gửi để trải nghiệm tới, là loa AI thông minh của Power. Matan rõ ràng nói rõ từng chức năng của nó, đây là sản phẩm tâm đắc của chủ tịch Power nên có thể nhận dạng được giọng nói ông ấy. Matan vừa cất tiếng, loa AI định dạng được giọng nói của anh khiến mọi người tròn mắt nhìn. Mặt khác, Sang-sik thấy khó chịu khi Nare mặc áo giống mình, anh liền cởi bỏ. Nhìn bộ dạng dở người của Sang-sik, đội trưởng lắc đầu trách móc, sợ hậu bối như Matan sẽ học theo anh. Trong khi Kami dạy Matan không được thể hiện quá, sẽ gây chú ý. Còn Sang-sik lại bảo là một nhân viên mới như Matan phải biết tạo sự nổi bật.
Hai người mỗi người một ý, Matan đứng giữa làm theo không khác gì trò hề khiến đội trưởng nghĩ anh đang muốn đi vệ sinh. Nhìn thấy Naray và Sang-sip cãi nhau, Matan ra khuyên can thì bị cả hai quát vào mặt. Hai người lại không ai chịu thua ai, gây gổ xuống tới quán cà phê. Matan đứng giữa nói giúp lại tiếp tục ăn chửi, sợ hãi lùi bước về sau. Quá ấm ức tức tối vì bị ức hiếp, Matan liên tiếp lên nhưng một giây sau khi uống cà phê ở máy tự động, anh như mở ra một thế giới mới. Naray đang ngồi làm việc thì đột nhiên đau bụng do cô uống quá nhiều cà phê. Cái bụng đang kêu báo động thì mọi người xung quanh cúng tụng lại xung quanh cô. Naray không thể kìm được thả nhẹ một quả bom vào hư không khiến cô vô cùng xấu hổ. Mọi người đang thắc mắc không biết mùi như cống này từ đâu ra. Cùng lúc máy hút không khí cũng phát hiện ra mùi kỳ lạ liền tiến thẳng về phía Naray thì đột nhiên Sang-sip từ đâu ra thả bom ra mặt giúp Naray, còn đưa cả khăn giấy cho cô khiến Naray cảm động. Còn mọi người thì bấn loạn vì sắp chết ngạt. Về nhà Naray suy nghĩ, ám ảnh đến mức nhìn đâu cũng thấy Sang-sip. Cùng lúc đó Sang-sip gõ cửa cho cô thịt ba chỉ vì anh mua hơi nhiều. Naray khó xử nhận lấy. Sau đó, cô liền nhắn tin vào hội chị xem cây khế xin cho ý kiến. Naray cảm thấy Sang-sip dạo gần đây có những biểu hiện lạ. Anh nói với đồng nghiệp đã quên He Yang và có người thích trong lòng. Sang-sip thường xuyên nhìn chằm chằm cô, còn khen cô xinh, nắm tay cảm ơn khi được Naray tặng cho quả cầu địa lý, khiến Naray nghĩ Sang-sip đã thích mình. Cảm thấy bất ổn, Naray hẹn Sang-sip ra nói chuyện. Cô bảo không muốn làm anh tổn thương nên đừng thích người đó nữa. Sang-sip khó hiểu hỏi lại, tại sao tôi không được thích Elon Musk nữa? Đó là một kỹ sư công nghệ tài ba và là thần tượng của Sang-sip. Naray nghe thấy bỗng sượng chân vì sự ảo tưởng của mình. Trong lúc đó ở phòng 3, trưởng phòng sau khi trải nghiệm loa AI như một người bạn thông minh buồn bã trả lại Hyunmi, nhưng đột nhiên nó lại phát nhạc không thể tắt. Matan liền lên tiếng thì loa AI lại phân tích giọng anh giống với chủ tịch Power, nếu không phải gen di truyền thì cũng là người thừa kế. Kami vừa lúc nghe thấy chạy đến dùng tay đấm nát loa AI khiến trưởng phòng đau đớn. Trở lại với Naray, cô tâm sự với hội chị em, nói người đàn ông hàng xóm cô nói thật ra không thích mình. Kami bảo cô xác nhận lại xem Naray có đang tự tưởng tượng và yêu người đó rồi không. Nhận ra bản thân đang rung rinh với Sang-sip, Naray không chấp nhận được mà điên lên. Mọi người đi ăn uống với nhau, còn Naray như điên dại ngồi một góc đau đớn như thất tình. Trên đường đi về, do mải suy nghĩ không để ý Naray trượt chân té ngã. Đúng lúc này, Sang-sip xuất hiện đỡ lấy cô khiến tim Naray lại xốn sang. Giày của cô bị hư nhưng lại cấm Sang-sip động vào mình. Anh đành cõng cô trong tư thế lạ kỳ. Sang-sip bỗng nói xin lỗi vì mấy ngày nay vì chuyện He Yang mà làm cô khó chịu. Giờ nếu có gặp He Yang thì anh cũng thấy bình thường. Vừa lúc đó, He Yang từ đâu xuất hiện cất giọng chào anh. Sang-sip liền đứng bật dậy làm Naray ngã sõng soài xuống đất. Vì cú ngã trời giáng mà Naray không thể đi làm, cô còn bị He Yang châm chọc nói rằng không cần giả vờ hẹn hò với Sang-sip. Cảm thấy quê độ, Naray cố tỏ ra cute nũng nịu khi thấy Sang-sip nhưng anh lại bảo đã kể hết cho He Yang nghe khiến cô phát điên và cấm anh xuất hiện trước mặt cô. Vì vậy Sang-sip đã nhờ Aris chăm sóc Naray giúp, vì Aris có kinh nghiệm từng làm ở bệnh viện. Aris chăm bóng Naray vô cùng chu đáo, anh từng làm ở bệnh viện thú cưng, thấy cô không chịu ăn dãy nãy lên Aris ra hiệu, Naray, băng. Naray liền giơ tay há miệng để Aris đút bánh vào mồm cô. Trong khi đó, mọi người trong nhóm chơi trò leo thang để xem ai sẽ đi ăn phục vụ phó giám đốc, mà Matan ngây thơ của chúng ta không ngoài dự đoán bị dính trưởng. Tiếp theo lại chơi nhiều trò khác ở chốn công sở, mà Matan đều thua tất cả, anh liên tục ăn hành. Hết bị khiêng đồ rồi lại bị đánh tập thể khiến Matan nuôi uất hận trong lòng. Tan làm, Sang-sip trở về nhà nhìn thấy Naray đang xem chương trình thú cưng. Cô còn cất tiếng sủa gâu gâu làm Sang-sip đứng hình, nhưng hóa ra Naray đang nghe điện thoại. Đột nhiên, Naray ngửi thấy mùi gà rán liền hít lấy hít để rồi thể lưỡi ra. Aris đi làm thêm nên giao lại Naray cho Sang-sip. Sang-sip vừa cho cô ăn vừa nói rằng không thấy cô trên công ty nên cảm thấy nhớ và thiếu thốn. Naray nghe xong liền bị nghẹn, Sang-sip vội lấy nước cho cô. Thấy Naray dùng lưỡi để uống nước, anh nói nhìn cô giống y chang chó. Naray liền tức giận gầm gừ. Sang-sip sợ hãi liền quăng một cục xương bắt cô lộng về. Matan vì bị thua nên ấm ức không thể ngủ được, nửa đêm liền gọi cho Kami đang ngái ngủ, muốn cô giúp thắng các trò chơi, anh sẽ cân nhắc xóa nợ. Matan chưa kịp tắt máy thì Kami đã lên đồ chuẩn bị sẵn sàng trước mặt anh, huấn luyện anh trở thành vua trò chơi. Cuộc huấn luyện diễn ra vô cùng khắc nghiệt, không khác gì nghĩa vụ quân sự, làm sai cũng bị phạt đau đớn. Sau nhiều sự cố gắng, qua một giờ đêm luyện tập khổ ải, Matan cuối cùng cũng lột xác, quản tù xỉ không cần nhìn cũng thắng được Kami. Hôm sau ở công ty, đội ba của Sang-sip có buổi tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty diễn ra vô cùng sôi động và náo nhiệt, nhưng chủ tịch chỉ xem qua sự kiện trên YouTube. Vì không muốn bị các phòng khác và chủ tịch xem thường, đội ba đã chuẩn bị chu đáo và tinh thần thay đổi số phận một lần nhưng lại y lộ hình chủ tịch lên bóng bay thay vì băng rôn. Song theo kế hoạch còn diễn ra thêm màn bắn tên, dù tất cả đã ra sức ngăn cản nhưng sau 3 tiếng đếm của MC, mũi tên đã xuyên qua người chủ tịch trên quả bóng bay khiến đội trưởng khóc thét ngã lăn ra đất thiếu điều muốn trụy tim. Đội trưởng tức giận mắng nhất định thần môn HAK nhóm trưởng marketing, sau bao dồn nén ấm ức anh ta rút thắt lưng ra đòi tự trừng phạt. Còn ăn cả mù tạt để tạo hiệu ứng nước mắt khiến trưởng phòng cảm động ôm lấy anh ta đến rơi cả quần. Mọi người bàn xem ai sẽ là người đi tắm hơi cùng với trưởng phòng. Matan nghĩ cơ hội anh tỏa sáng đã đến liền rủ mọi người chơi trò chơi.
Dù đã tập luyện cực khổ nhưng em út Ma Tang vì là gà mới nên vẫn phải đi với trưởng phòng. Anh cảm thấy sự mất ngủ đêm qua là vô nghĩa. Đến phòng tắm hơi, trưởng phòng bắt Ma Tang cởi đồ lót, còn đòi kỳ lương cho Ma Tang. Anh liên tục từ chối nói mình thường tắm muối hồng một tuần hai lần. Ngỡ sẽ đau đớn nhưng Ma Tang lại vô cùng thích thú khi lần đầu được kỳ lương. Anh dường như mở ra một chân lý mới. Trong lúc đó ở nhà Naray, cô quyết định nghe lời chị em. Em tiến lên xác định rõ mối quan hệ nên hẹn Sang Sik về nhà nói chuyện. Cô chất vấn việc Sang Sik bỏ tiền ra thuê Arit chăm sóc cho cô. Nhưng nhìn thấy Sang Sik say xỉn, cô liền đuổi anh đi về. Anh lại nắm tay xin lỗi vì làm cô bị thương. Đột nhiên Naray tiến đến hôn Sang Sik. Cảm thấy cục bột trên tay quá vướng víu, Naray chơi lớn tháo nẹp ra ôm hôn anh. Đang chưa thì cô vội giật mình tát Sang Sik khiến anh ngây ra. Hai người họ sẽ như thế nào sau nụ hôn bất ổn đó? Liệu sẽ có một chuyện tình giữa cặp đôi oan gia ngõ hẹp đó không? Hãy cho chúng mình một like và một subscribe để biết được diễn biến tiếp theo nhé!